con nhà người ta. Vợ sinh thì còn đỡ đần được cho vợ việc nọ việc kia. Còn con nhà tôi, lau cái nhà chưa xong đã lăn ra ngủ rồi. Bây giờ trời có sập xuống thì chắc là nó cũng không biết cái gì đâu. Ây giời đất ơi. Đã chẳng được cái nết gì thì chớ, lại còn đú đờn, hư hỏng mất nết. Vợ đẹp con khôn, gia đình hạnh phúc, vậy mà vẫn còn... Vậy là sao nhỉ? Sao thằng Hiếu nhà mình nó lại đi ra từ nhà cô ta vào buổi sáng chứ? Chồng cô ta thì đi vắng suốt, mà bố mẹ chồng thì ở xa. Lạ thật đấy. Úi dồi ôi, coi kìa. Không có lẽ không thể để thế này được. Mình phải... Lỡ con Hà nó mà biết thì chết. Nó mà biết thì không biết làm thế nào đây. Trời ơi là trời, con ơi là con chứ. Anh về rồi à? Anh đi đâu mà cả đêm mới về vậy? Cái gì? Tôi đi có công việc. Công việc gì mà đến cả đêm vậy à? Cô đàn bà biết cái gì mà hỏi? Mà chưa tắm à? Mùi kinh đấy. Sao mà dạo này anh hắt hủi lạnh nhạt với em vậy? Tôi hắt hủi cô hồi nào? Cô ngửi lại mùi trên người cô xem. Toàn mùi bỉm sữa. Chịu khó tắm rửa cho sạch vào. Kinh lắm. Phụ nữ sinh con. Ơ mẹ. Có mùi sữa, mùi bỉm là cái chuyện bình thường. Con nói thế là mẹ nghe không có lọt lỗ tai đâu đấy. Thôi, con mệt lắm. Con đi làm cả đêm. Thế đêm nào vợ con nó cũng thức, nó ấm bế con cả đêm quấy khóc. Nó có than với con câu nào không? Phụ nữ nào mà chẳng như vậy hả mẹ? Sao mẹ phải bênh? Con mệt lắm. Con đi đây. Con ạ, đàn ông họ vô tâm lắm. Con đừng buồn nhá. Chắc... dạo này công việc của nó cũng căng thẳng nên nó mới như thế. Chứ mẹ biết là nó cũng vẫn thương con lắm. Mẹ ơi, con không hiểu được là từ ngày con bầu bí, anh ấy thay đổi thành một người khác hoàn toàn mẹ ạ. Hay là anh ấy có bổ ở ngoài, anh ấy muốn bỏ con à mẹ? Không đâu, không có chuyện đó đâu. Con đừng có nghĩ quẩn, rồi là mất sữa tội nghiệp cho thằng nhỏ. Con yên tâm đi, có mẹ ở đây rồi à, thì đố đứa nào bước chân vào được cái nhà này. Anh kể thôi, con vừa ngủ. Mà hôm nay anh về sớm thế. À, anh trông nhà một lát nhé. Em chạy ra ngoài mua ít đồ nấu cơm. Anh thích ăn canh cua hay là thịt hấp? Tối anh đi có việc rồi. Em với mẹ cứ ăn cơm trước đi, không phải chờ anh đâu. Hôm nay anh lại không ăn cơm nhà. Thế mà em cứ tưởng... suốt ngày tướng với trật tượng. Anh đi làm bận rộn để lo cho cái gia đình này, chứ có phải là lo cho anh đâu. Bận mấy thì bận, nhưng mà bữa cơm gia đình là quan trọng. Công việc thì nó cũng phải có giờ có giấc thôi chứ con. Mẹ nói đúng rồi đấy anh ạ. Lâu nay anh chẳng ăn cơm ở nhà đấy. Mẹ, con đi bàn chuyện làm ăn. Bây giờ chủ yếu là trong giờ ăn và ngoài nhà hàng thôi mẹ ạ. Ờ thôi, đấy là mẹ nhắc nhở con thế thôi. Dù con đi đâu hay làm gì
thì con cũng phải nhớ, ở cái nhà này còn có vợ con nheo nhóc. Đừng có mải ham bên ngoài, mà khi nhận ra gia đình mới là quan trọng thì đã muộn rồi đấy con nhá. Hôm nay mẹ làm sao vậy? Mẹ có chuyện gì à? Em cũng không biết nữa, từ sáng đến giờ mẹ cứ khác khác với anh ạ. Thôi, anh đi tắm đã, không lại muộn mất. Vâng. Mẹ ơi, con đi nhá. Vợ ơi, anh đi đây. Vâng ạ. Em, em đến lâu chưa? Từ từ đã. Từ từ cái gì nữa? Anh làm gì mà vội thế? Anh thèm lắm rồi đấy. Tiếp làm cứ như là thèm khát lắm bằng ấy. Thèm khát lắm rồi. Này, vợ anh ấy. Vợ anh làm sao? Thế em hỏi thật nhá. Thế anh yêu em hay là anh yêu vợ anh? Tất nhiên là anh yêu em rồi. Em hỏi câu khó thế. Thế nhưng mà lỡ mối quan hệ của em và anh bị vỡ lở ra, em sẽ bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà đấy. Bây giờ ấy, không ai nói thì làm sao mà biết được. Bây giờ em có chồng rồi, mà anh cũng có vợ, có con rồi. Em không phải sợ. Anh nói như vậy thì hóa ra anh đến với em chỉ vì nhu cầu à? Em thấy còn gì? Này, em yêu anh ấy là thật đấy. Em chán chồng em lắm rồi. Anh về bỏ vợ đi, rồi chúng mình ở với nhau, được không? Bác kì. Mẹ, các người. Các người có là con người nữa hay không? Bác cháu. Bác cháu cháu cái gì? Loại đàn bà hư hỏng như cô có tư cách gì mà dám đòi đuổi con dâu tôi ra khỏi nhà? Cô mà xứng à? Bác ơi, bọn cháu yêu nhau tận lòng mà bác. Bác cháu cháu cái gì? Loại đàn bà như cô đã có chồng rồi mà dám đi ngoại tình với người đàn ông khác để phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta. Bác ơi, cháu biết ngoại tình là sai, nhưng mà tình yêu đâu có lỗi đâu hả bác? Tình yêu à? Được rồi, tôi sẽ cho hai người toại nguyện. Mẹ ơi, cô xin mẹ, mẹ đừng làm lớn chuyện. Con và Huyền đây chỉ là nhất thời bồng bột thôi ạ. Cô xin mẹ. Tao không ngờ lại có đứa con hư hỏng, mất nết như mày. Mày làm những cái việc này, mày có nghĩ đến mẹ, đến cái Hà, đến con của mày không? Mẹ, con sai rồi. Chỉ vì con không kiềm chế được cảm xúc, cho nên con mới bị dục vọng làm mờ mắt. Mẹ ơi, con xin lỗi. Trong thời gian vừa qua, vợ con bầu bí, cho nên con mới làm liều ạ. Mẹ ơi. Vợ mày nó sinh con, cực khổ. Mày là chồng, mày không giúp gì được nó thì thôi, lại còn đi ra ngoài chim chuột, mèo mà gà đồng với cái loại đàn bà này à. Kìa bác nói vậy là hơi xúc phạm cháu rồi đấy ạ. Cô mà lại còn tư cách đòi hỏi người khác phải tôn trọng mình ấy sao? Cháu đâu có phải loại đàn bà như bác nói đâu. Tôi nói cho cô biết nhá, cái giá của loại đàn bà đi ngoại tình là một, phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác là hai này. Tôi sẽ cho cô trắng tay. Kìa, bác định làm gì ạ? Đây, tất cả những hình ảnh của hai người tôi đã ghi vào trong này rồi. Đoạn video này tôi sẽ gửi về cho gia đình nhà cô, gia đình nhà chồng cô nữa, xem người ta xử lý cô như thế nào. Ôi bác, cháu xin bác ạ. Bác mà làm vậy thì gia đình chồng nhà cháu đuổi cháu ra khỏi nhà mất ạ. Vậy khi cô làm những chuyện đồi bại này, cô có nghĩ đến hậu quả không? Bác ơi, cháu xin bác, cháu sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa. Mẹ ơi, con xin mẹ, từ giờ con không dám làm như thế nữa đâu ạ. Tại vì cô này chính cô ý quyến rũ con trước ạ. Anh đúng là đồ bỉ ổi. Anh mới chính là người quyến rũ tôi để tôi mắc sai lầm như thế này. Cô mới là con quỷ cái, chính cô mới là người quyến rũ tôi. Anh đúng là đồ khốn nạn. Mẹ, con xin thề, từ giờ con không tái phạm nữa đâu ạ. Con mà tái phạm, con sẽ mất hết tất cả. Thôi được rồi, may mà anh còn chút liêm sỉ, anh còn nghĩ đến hạnh phúc gia đình của anh. Tôi sẽ tha cho hai người lần này, nhưng mà chỉ một lần này thôi đấy. Đi về. Hiếu, Hiếu ơi, dậy. Được rồi, tao có cách.
Mẹ! Mẹ làm cái gì vậy? Tôi sai anh lau cái nhà, mà cái nhà vẫn còn y nguyên. Gọi mãi anh không dậy thì tôi phải làm cách đấy. Mẹ, hôm qua con đã bế thằng Cubin cả đêm rồi, mẹ phải để cho con ngủ tí chứ. Thôi, không phải lắm lời. Lau nhà lau cửa xong rồi, xuống bếp nấu cơm. Mẹ... Mẹ cái gì? Ôi mẹ để con, anh để em. Hôm qua anh đã thức cả đêm rồi, bây giờ anh vào đi nghỉ đi. Ừ, thế nhá. Đứng lại đã. Ai cho anh đi hả? Anh mới thức một đêm thì thấm vào đâu với vợ anh. 4 tháng trời nay, đêm nào nó cũng ấm bế con anh để dỗ dành. Anh ý, bây giờ phải nếm mùi bỉm sữa đi, xem có còn dám chê vợ nữa không. Mẹ, hôm nay mẹ đi chợ mua gì đấy? Để con nấu cơm nhá. Quần áo vợ để anh phơi nhá. Không biết từ hôm qua có chuyện gì mà anh ấy lạ lắm ấy mẹ ạ. Chắc là bây giờ biết nghĩ cho vợ rồi. Con cứ để quần áo đấy, để cho nó phơi. Còn con á, bỏ xuống đây, đi ra ngoài sắm đồ với mẹ. Đi. Người ta bảo mẹ chồng nàng dâu này nọ, đây thì thương con dâu hơn cả con trai. Alo, em đây. Nhà này hình như có ma mình ạ. Vâng, em vừa đăng tin giao bán nhà rồi. Thì chắc là em về bên ông bà ngoại ở một thời gian rồi chờ anh về, mình mua nhà khác ở vậy. Vâng ạ. Ôi mẹ ơi, nhà này con mới thấy chuyển đến mà bây giờ đã treo biển bán nhà rồi mẹ này. Ừ, nghe đâu nhà này có ma đấy con ạ. Ôi sợ thế hả mẹ? Thôi, con đừng quan tâm đến chuyện nhà người ta nữa. Con ý, phải chú ý chăm chút cho mình. Suốt ngày con thơ con mọn, bỏ bê bản thân, dễ khiến cho chồng nó chán lắm đấy. Dạ con biết rồi. Chắc là mẹ là người mẹ chồng tuyệt vời nhất thế gian.